Số 775, Phật thuyết tứ vô sở úy kinh, Hán dịch Đại sư Thi Hộ, người xứ Tây Thiên. Tôi nghe như vậy một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp của độc thuộc nước Xá Vệ. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông hãy lắng nghe, nhờ là ứng chánh đẳng giác, thành tựu bốn pháp không sợ nên ở trong đại chúng chuyển đại pháp luân, như sư tự đóng, tự tài không sợ hãi. Các tỳ kheo nghe lời này rồi, năm bắp gieo xuống đất đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay thưa: làm sao Như Lai thành tựu bốn pháp không sợ? Đức Phật bảo các tỳ kheo: xưa kia ở trong đại chúng ta nói rằng Như Lai thành tựu chánh đẳng chánh giác. Khi nói lời này, Sa môn Bà La môn, chúng ma phạm thiên trời người đều nói: sự tuyên thuyết này chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc này. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong chúng hội ấy không sợ không hãi, tâm được an lạc, rồi ở nơi pháp không sợ. Đức Phật lại nói: thân ta thanh tịnh, các lậu hoặc đã diệt tận. Khi nói lời này, Sa môn Bà La môn, chúng ma phạm thiên trời người đều nói: sự tuyên thuyết này chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc này. Lúc ấy ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ. Đức Phật lại nói: có một loại chướng tạp nhiễm có khả năng ngăn ngại đạo quả, nếu diệt trừ chướng này thì thánh đạo tự hiện. Khi nói lời này, Sa môn Bà La môn, chúng ma phạm thiên trời người đều nói: sự việc này được tuyên thuyết chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc như thế. Lúc ấy ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ. Đức Phật lại nói: tu giới định tuệ có thể thoát khỏi sinh tử, diệt tận các khổ báo. Khi Phật nói lời này, Sa môn Bà La môn, chúng ma phạm thiên trời người đều nói: sự việc này được tuyên thuyết chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc như thế. Lúc ấy ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ. Đức Phật bảo các tỳ kheo, đó gọi là Như Lai chuyển vẳng bánh xe pháp về bốn điều không sợ. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở trong tám bộ đại chúng, Như Lai thành tựu đầy đủ bốn pháp không sợ, đó là: xưa kia ở một trụ xứ nọ có vô số sa môn, hoặc ở hoặc đứng hoặc đi hoặc ngồi, rồi cùng nhau nói: thuở xưa Phật nói pháp tướng như thế, thâm sâu khó hiểu, chưa từng thấy nghe, như vậy là đúng hay sai, là thật hay giả? Lúc ấy Như Lai nghe họ nói rồi, tâm không khiếp sợ, lông tóc không dựng, tự tại không sợ hãi, như núi không lay động. Lại nữa, có vô số chúng Bà La Môn, vô số chúng Xá Đế Lợi, vô số chúng cư sĩ, vô số chúng Tứ Thiên Vương, vô số chúng Đao Lợi Thiên, vô số chúng Ma Vương, vô số chúng Phạm Thiên, tám chúng như thế hoặc ở hoặc đứng hoặc đi hoặc ngồi cùng nhau nói: thuở xưa Phật nói pháp tướng như thế, thâm sâu khó hiểu, chưa từng thấy nghe, như vậy là đúng hay sai, là thật hay giả? Lúc ấy Như Lai nghe họ nói rồi, tâm không khiếp sợ, lông tóc không dựng, tự tại không sợ hãi, như núi không lay động. Đức Phật bảo các tỳ kheo, đó là ở trong tám bộ đại chúng, Như Lai đều không sợ hãi. Phật nói kệ: Như Lai tự tại chuyển pháp luân, xưa đã thành tựu bốn vô úy, trời người ma phạm và sa môn nghe tôn sư nói lòng do dự, thân tâm chẳng động được vô úy, lợi ích tất cả các hữu tình, khiến phát tâm vô thượng bồ đề, cung kính tu hành được giải thoát. Lúc nghe lời Phật thuyết giảng, các đại tỳ kheo đều thánh thọ phụng hành.